Còn đây là của Tuấn Tái. Anh không có phong bì, Tuấn Tái nó nhét phong bì nhá, anh không có. Đây đúng 50.000 luôn. Đây của Tuấn Tái nhá. Nói thế. Của Tuấn Tái. Anh không bằng Tuấn Tái. Đây này. Ơ, nhưng mà ô, từ Bin. Anh chồng. Bin đâu? Có hôm nay có mua ở đây mà. Không. Anh có đang xem live không? Đấy. Ai muốn kết duyên nữa thì mọi người cứ Chồng. Có Tuấn Tái có xem nào. Chồng, mọi người nói em cảm ơn Tuấn Tái phong bì 50.000 nhé. Thế là nói phép. Nói phép này, Suna có người yêu đặt tí là này. À, không, tin, à? Không tin. Thì không tin thì kệ cha nó chứ liên quan gì đến mình. Đúng không? Mình để cho gia đình nhà mình villa, gia đình villa biết thôi chứ acid thì quan tâm làm gì. Đúng không? Đúng rồi. Ôi giời. Gia đình trong quan tâm. Đúng rồi. Không. Hả? Này chị Phương, chị Bệ Nhi này quan tâm mà chị nói đi. Nói chung là mọi người ạ, em Đạt cũng chỉ nói một lần duy nhất thôi. Cuộc đời em Đạt chưa bao giờ làm gì có lỗi với gia đình. À, với gia đình thì đã có rồi. Em Đạt đã làm những việc có lỗi với gia đình bố mẹ của em. Nhưng chưa bao giờ em Đạt làm gì có lỗi với cả anh chị em trong gia đình Vina chúng ta. Cũng như là em không bao giờ em làm gì có lỗi với vợ em cả. Đúng không ạ? Đúng không? Chồng đi ngủ on đi vợ đúng không? Đúng. Không. Hôm qua có đi ngủ Tuấn Tái. Hôm qua đi ngủ Tuấn Tái. Tuấn Tái không, Tuấn Tái ngủ ở đâu? Tuấn Tái ngủ dưới đất đúng không? Đấy. Barbie 500k à? Không. Mang tiền về cho vợ. Không mang buồn phiền cho vợ. Hiểu chưa? Rồi chưa chồng, vợ đang xem phim nè. Đang xem phim à? Ôi trời ơi, đi đang xem phim ở đây đi. Đang boxing nè. Thôi đi đây, lấy tiền trong túi anh, xong rồi đi mua cái gì đi, gọi mấy anh em xem phim tối mà chén nha. Để anh lại ngồi anh like tiếp. À, em đi nha, em về quê. Cái gì? Nuôi cá trồng thêm rau. À, nuôi cá trồng thêm rau. Rồi đấy, nên là bây giờ hai đứa là cứ thoải mái làm ái đi, đéo phải sợ gì hết, nhớ chưa? Anh bảo kê. Anh bảo kê hết. Gia đình villa sẽ bảo kê. Anh bảo kê không được. À, ừ. Anh em nhà này gọi không thèm nghe à? Tuấn Tái nhưng Tuấn Tái ngủ đất. Đấy, nói thật nói mọi người như này này. Đối với em ấy, acid thì em không quan tâm đâu. Em chỉ anh ơi, gọi hết anh em sang bên giờ 103 lên đi, anh em mình đi phá thôi. Em chỉ nói một điều mọi người như này này. Em Đạt của mọi người ấy, không bao giờ làm gì có lỗi với mọi người, với lòng tin của mọi người, và cũng như là không bao giờ làm gì có lỗi với vợ của em cả. Đấy. Nên nếu như mọi người yêu thương và tin tưởng em Đạt thì mọi người tiếp tục yêu thương và tin tưởng. Còn nếu như mọi người không tin tưởng em Đạt nữa, mọi người có thể rời đi. Em Đạt sẽ, em Đạt thật sự bây giờ em lười giải thích lắm. Thật sự em lười giải thích. Bởi vì trong suy nghĩ của em bây giờ là như này. Suy nghĩ của em ấy là em chỉ mong là em lấy được nhiều tiếng cười của mọi người thôi. Và em giúp đỡ được thêm nhiều người nữa, thêm nhiều bà con nữa. Chứ bây giờ thời gian đâu để em đi, em giải thích mà em đi quan tâm acid mệt lắm. Thật. Có cái thời gian đấy thì thôi, em để em nghĩ cách em kiếm được tiền. Em kiếm ra tiền rồi em tạo niềm vui cho mọi người. Em giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời khó khăn nữa. Chứ thời gian đâu mà em đi em giải thích điểm gì, đúng không ạ? Thời gian đâu ạ? Không có. Em chỉ khoe với mọi người. Em thật chưa bao giờ em khoe là em có cái lọ ở kia. Nhưng mà em rất là thích khoe với mọi người là ngày hôm nay em đã lấy được bao nhiêu nụ cười của người khác rồi. Đấy.
Chứ đi cãi nhau mới đi chửi nhau để làm cái gì? Cãi nhau chửi nhau em có ra tiền đâu. Cãi nhau chửi nhau mà ra tiền thì em cứ ngồi em cãi nhau thôi. Em Tuấn Tài hai anh em ngồi cãi nhau vớ vẩn đấy, hai thằng lại giàu. Tuấn ơi, có khi sang đây hai anh em mình ngồi cãi nhau nó giàu đấy. Em nữa. Em nữa. Em nữa. Thật sự em đầu tiên em không muốn nói đâu. Em không muốn để cái chuyện này, em không muốn nói đấy đâu. Nhưng mà hôm nay Tiệp Bin nó có nằm ở trên xe, nó tâm sự với em lúc về mua ốc là anh ơi, em quá mệt rồi, em quá mệt rồi. Người yêu mình cứ bị gắn ở anh trai. Ờ, người yêu mình thì cứ gắn vào, sau người yêu em thì cứ gắn vào anh thì làm cái gì? Mà thế mày không nói thì mọi người biết đâu được mà, thì mấy chị mấy bạn thì không biết thì chả gắn. Thế mà thế để tụi em nói mà ư đấy, tôi mới nói đi, xong rồi lên live mà nói cho mọi người biết. Thật sự gia đình villa mình chỉ được cái là gì? Mọi người luôn ủng hộ. Luôn ủng hộ những cặp tình nhân, những cặp đôi yêu nhau, mọi người luôn ủng hộ luôn. Đấy. Nên là ui đấy, đấy lại tinh như này. Thế nào. Năm lít. Không quan tâm nữa, hai vợ chồng vui vẻ hạnh phúc được rồi. Mi. Anh cảm ơn Mi nhá. Mi báo. Đấy. Thank you me. Ok, thôi. Đấy, câu chuyện chỉ như thế thôi. Còn mọi người sau này thì mọi người hãy ủng hộ Tiệp Bin và Suna thêm nữa nha mọi người nhá. Hai em nó mới ra trường nên nó vẫn còn rất là ít tuổi. Nhiều cái bọn nó vẫn chưa nhận thức được đâu, chưa nhận biết được đâu. Nên là có gì thì mọi người gia đình Vina chúng ta hãy hỗ trợ và support ủng hộ hai em nó để cho em nó sẽ có đà phát triển hơn như cả nhà mình nhá. Và hai nữa, đây ạ, một việc rất là quan trọng luôn. Đây, đây mới là cái nick của anh em nhà sư tử nhé. em vừa mới nập ra xong mà đừng bấm vào nó thoát ra mất. Em vừa nập ra xong mà đã có người nập nick pha ke rồi, sợ thật, em quá sợ rồi. Nên mọi người ơi, đây mới là nick của anh em nhà sư tử nha mọi người nhá. Đấy, đây mới là nick anh em nhà sư tử. Không có âm thanh á? Mọi người nghe tiếng em nói không? Mọi người nghe tiếng em nói không? Có à? Ok, và bây giờ sẽ là một khúc hát. Mọi người ai chưa follow nick của anh em nhà sư tử này thì mọi người follow nhé mọi người. Bây giờ sẽ là một bài hát để dành tặng cho chị Diệp. Đấy, dành tặng cho chị Diệp nhân ngày sinh nhật một bài chúc mừng đôi tình nhân đi bé. Ok chị ơi. Ui. Để em tặng chị Diệp trước, bởi chị Diệp order từ hôm qua rồi. Một bài hát. Dành cho chị Diệp. Chúc mừng ngày sinh nhật của chị Diệp. Xong rồi một bài hát dành cho cặp tình nhân mới của chúng ta. Hai đứa mày ngồi lên luôn lên Zoom này đi. Đâu? Ngồi lên đây. Để cho mọi người biết, mọi người support. Đây, của chị Diệp này. Hát bài gì để tặng chị Diệp bây giờ nhỉ? Chị ơi, chị muốn em hát cho chị, tặng chị bài gì? Tơ bà Nguyệt. Chưa chắc ai thành công. Hát bài gì hả chị? Anh hát bài đấy đi. Cái nick level 50 là như này.
còn có ít thôi. Khúc hát mừng có thể nào hát bài khác không? Hả chị? Hát bài gì bây giờ nhỉ? Em đang tính xem hát bài